Chương trình phổ biến kiến thức y học thường thức kỳ thứ 89 của phòng khám Thạnh Trị xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, dịch bệnh COVID-19 vừa tạm lắng xuống thì cũng là lúc mùa mưa đang vào những tháng cao điểm và đó là môi trường thuận lợi cho muỗi phát triển. Vì thế, chúng ta lại đối mặt với một căn bệnh vô cùng nguy hiểm, đó là bệnh sốt xuất huyết. Và năm nay, sốt xuất huyết diễn biến phức tạp và bất thường hơn so với mọi năm. Theo Cổng Thông tin Điện tử của Bộ Y tế, tính đến cuối tháng 9 năm 2022, cả nước có trên 224.000 ca mắc sốt xuất huyết. So với cùng kỳ năm 2021, số mắc và số tử vong đều tăng cao. Thưa quý vị, sốt xuất huyết là một bệnh truyền nhiễm rất phổ biến do virus đen gây ra. Tuy phổ biến nhưng nó lại vô cùng nguy hiểm và các biến chứng của nó có thể gây tử vong nếu không được chẩn đoán và xử lý kịp thời. Và nguyên nhân gây bệnh sốt xuất huyết do virus gây ra nên các triệu chứng của nó có đặc điểm chung với nhiều bệnh có chung nguồn gốc là virus như bệnh sốt siêu vi hay còn gọi là bệnh cảm cúm thông thường, làm cho chúng ta rất dễ nhầm lẫn và không phân biệt được giữa sốt xuất huyết và bệnh do sốt siêu vi. Cùng đồng hành với chúng ta trong chương trình hôm nay có bác sĩ Nguyễn Duy Hải, nguyên là bác sĩ điều trị tại khoa nhiễm Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang, sẽ giúp cho chúng ta phân biệt được giữa hai bệnh nêu trên. Dạ, xin chào bác sĩ ạ. Ngọc Quyên rất vui khi bác sĩ nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào Ngọc Quyên, xin chào tất cả quý vị khán thính giả. Dạ thưa bác sĩ, hiện nay tình hình dịch sốt xuất huyết đang diễn biến rất là phức tạp. Việc chẩn đoán sớm sẽ hạn chế được rất nhiều những biến chứng do bệnh gây ra cho sức khỏe của người bệnh. Nhưng nó lại có nhiều triệu chứng giống như một số bệnh cũng do siêu vi gây ra, như bệnh sốt siêu vi hay còn gọi là sốt do cảm cúm thông thường. Vậy làm sao để phân biệt được giữa bệnh sốt xuất huyết và bệnh sốt do siêu vi ạ? Thưa Ngọc Quyên, thưa tất cả quý vị, như Ngọc Quyên vừa đặt vấn đề thì sốt xuất huyết là một trong số những cái bệnh sốt siêu vi khác thì thường nó có chung các cái đặc tính của những cái bệnh cảnh nhiễm siêu vi. Vì vậy là trong những cái ngày đầu của bệnh á, thì thường có các cái triệu chứng giống nhau. Do đó mà chúng ta rất là dễ nhầm lẫn giữa các cái bệnh chung với nhau. Kể cả một số bác sĩ mà nếu mà không có kinh nghiệm trong lâm sàng đó thì cũng có thể bỏ sót và gây cái hậu quả rất là nặng nề cho người bệnh. Tuy nhiên thì với nhiều năm công tác trong cái ngành truyền nhiễm đó thì tôi đã trực tiếp điều trị rất là nhiều bệnh nhân sốt xuất huyết. Thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ với tất cả quý vị khán thính giả cũng như Ngọc Quyên một số cái cách để chúng ta phân biệt hai cái bệnh này. Thì thứ nhất đó là chúng ta phân biệt cái nguyên nhân gây bệnh. Thì sốt xuất huyết và sốt siêu vi hay chúng ta còn gọi là bệnh cảm cúm thông thường đó thì nó đều do virus gây bệnh nên và thường nó có chung đặc điểm sốt của virus. Tuy nhiên là cái tác nhân gây bệnh thì nó khác nhau. Ở đây là sốt xuất huyết thì nó do virus đen gây ra, còn sốt siêu vi thì nó thường là do enterovirus, adenovirus hay là rhinovirus, rồi một số các cái loại virus hợp bào hô hấp khác nó gây ra những cái bệnh cảnh lâm sàng, cũng có viêm long đường hô hấp trên, sổ mũi, ho khan mà chúng ta thường gọi là những cái bệnh cảm cúm thông thường đó. Vấn đề phân biệt thứ hai là phân biệt bằng cái đường truyền. Thì như Ngọc Quyên và quý vị khán thính giả đã biết đó, là sốt xuất huyết thì nó phải có cái vector để nó truyền bệnh, tức là phải có cái con mũi gọi là mũi vằn hay là mũi Aedes aegypti đó. Thì cái con mũi này nó chích từ cái người bệnh, nó mang cái virus đó, nó chích cho cái người lành thì mới có thể lây qua cái người lành được. Chính vì vậy mà nó nếu mà không có mũi thì sẽ không có sốt xuất huyết. Cái đó là cái chúng tôi gọi là cái vector truyền bệnh. Còn sốt siêu vi thì không cần vector gì cả mà nó lây trực tiếp từ người qua người. Chúng ta tiếp xúc với nhau, nó những cái giọt bắn nó mang theo virus mình tiếp xúc, mình hít vô thì mình có thể lây, hoặc là mình tay chân mình mà mình tiếp xúc, mình nắm vào những cái nắm cửa hay là những cái đồ vật mình dùng rồi người khác lại nắm tay vô mà mình không sát khuẩn thì nó cũng có thể lây qua. Thì cái đó là sự khác biệt giữa hai cái đường lây của sốt xuất huyết và sốt siêu vi. Rồi kế đến là phần thứ ba là chúng ta phân biệt bởi các cái triệu chứng của nó. Thì điển hình là cái sốt, sốt siêu vi thì cái đặc tính của nó là sốt từ từ và nó tăng dần dần lên 38 đến 38 độ 5. Còn cái sốt của sốt xuất huyết thì nó không có sốt từ từ mà đột ngột, trẻ em đang chơi như thế này
rồi bỗng nhiên về nhà là sốt đột ngột, sốt cao 39-40 độ, thì đó là hai cái sốt khác nhau. Cái triệu chứng hô hấp thì cái triệu chứng hô hấp của nhiễm siêu vi đó thì nó rầm rộ hơn, nó sổ mũi, hắt hơi, chảy nước mắt, nước mũi, mắt đỏ lên, rồi ho khan sặc sụa, thì cái triệu chứng viêm long đường hô hấp của sốt siêu vi nó rầm rộ hơn là sốt xuất huyết. Ngược lại, sốt xuất huyết thì nó sốt cái những cái triệu chứng viêm long đường hô hấp trên nó ít rầm rộ hơn. Còn cái triệu chứng thần kinh của sốt siêu vi đó thì trẻ tỉnh táo và ít có trường hợp nào mà bị đau đầu, rồi sau cái cơn sốt thì trẻ vẫn chơi đùa bình thường, cái đó là sốt siêu vi. Ngược lại với sốt siêu vi là sốt xuất huyết đó, thì trẻ em thường đau đầu dữ dội, đau ở vùng trán, vùng chậm, rồi đau hai cái hốc mắt. Đó là cái đặc trưng của sốt xuất huyết là nó đau mình mẩy, đau cơ khớp. Đó là hai cái vấn đề về mặt thần kinh nó khác nhau. Rồi nó có cái hiện tượng xuất huyết, thì đối với sốt siêu vi thì không bao giờ có những cái hiện tượng xuất huyết, da niêm mạc nó vẫn bình thường. Còn nếu mà trường hợp nó có sốt phát ban ra đó, thì thường là đến ngày thứ ba, mà trong cái trường hợp mà trẻ bị sốt phát ban đó, thì cũng là một loại siêu vi, thì từ ngày thứ ba trở đi thì cơ thể nó sẽ nổi những cái ban đỏ lên. Nhưng mà cái ban này thì nó lại khác với cái ban xuất huyết, là nó, khi mà mình căng cái da ra thì nó sẽ mất đi, nó sẽ da nó sẽ trở lại bình thường, nhưng mà mình buông tay ra thì cái nốt hồng ban nó lại hiện ra, thì cái đó là cái đặc trưng của cái sốt phát ban. Còn đối với bệnh sốt xuất huyết thì da trẻ em thường là nó sung huyết, nó đỏ lên, và khi mà mình ấn tay vào những cái vùng da non, nó thường nó để lại dấu tay, tức là cái hoàn lưu cái mao mạch đó, nó mất chậm, mình ấn vô, mình buông tay ra, nó vẫn còn cái dấu tay của mình. Cái đó là cái đặc trưng của sốt xuất huyết, và nó có thể là nó có những cái chấm xuất huyết ở dưới da, rồi hoặc là nặng hơn thì nó có những cái mảng xuất huyết. Rồi khi mà mình những cái nốt mà mình chích thuốc chẳng hạn, ở dưới quê hay có chích thuốc đó, thì khi mà chích thuốc như vậy thì ngay cái chỗ chích thuốc mình thường thấy nó những cái mảng xuất huyết. Rồi nó có thể là chảy máu cam, máu răng, và mình làm cái nghiệm pháp lát xê đó, thì tức là cái dây garo để mình thắt ở đây, thì cái nghiệm pháp lát xê dương tính, nó có những cái nốt xuất huyết, thì thường là từ 10 cho tới 15 cái nốt xuất huyết trên 1 cm vuông, thì đó là đã là dương tính rồi, đó là lát xê dương tính. Còn về triệu chứng tiêu hóa thì đối với sốt siêu vi thì nó có thể là nó bị rối loạn tiêu hóa, nó buồn nôn, nôn ói, có khi nó tiêu lỏng. Ngược lại thì sốt xuất huyết thì nó hay đau ở vùng thượng vị, và nó có thể đau ở dưới vùng hạ sườn phải, do cái triệu chứng của gan to. Thông thường thì sốt xuất huyết bao giờ gan cũng to, cho nên là người bệnh nó cảm thấy là đau ở cái vùng hạ sườn phải, như Ngọc Quyên. Dạ, bệnh sốt xuất huyết và bệnh sốt siêu vi thì diễn biến như thế nào và thời gian kéo dài là bao lâu ạ? Thưa quý vị khán thính giả, thưa Ngọc Quyên, đối với lại cả hai bệnh đó, nếu mà nó không có các cái triệu chứng gì đó thì thường bệnh sẽ tự khỏi trong vòng từ 5 đến 7 ngày. Còn sốt xuất huyết thì nếu mà nó có biến chứng thì nó sẽ xảy ra ở cái giai đoạn từ ngày thứ 3 đến ngày thứ 5 của bệnh. Và nếu mà nó qua được 6 ngày thì bệnh nó sẽ đa số là nó sẽ lui dần và nó sẽ hồi phục. Cho nên là chúng ta cần chú ý là đối với sốt xuất huyết đó, thì từ ngày thứ 3 đến ngày thứ 5 mà tự nhiên trẻ em mà nó đột ngột nó hết sốt, nhưng mà tay chân nó lạnh, rồi nó tím tái lại, mồ hôi nó nhớp nháp ra, nó lừ đừ, thì đó là cái dấu hiệu cảnh báo là trẻ có thể là vào sốc. Cho nên là gặp những cái trường hợp mà trẻ hết sốt đột ngột, tay chân lạnh, mồ hôi nhớp nháp, lừ đừ như vậy đó, thì chúng ta cần phải cho trẻ nhập viện ngay để đề phòng cái trẻ nó vào sốc, thì rất là nguy hiểm đến tính mạng nếu mà chúng ta không có xử lý kịp thời, Ngọc Quyên. Dạ, xin cảm ơn bác sĩ đã nhận lời tham gia chương trình. Xin kính chúc bác sĩ ngày cuối tuần bình an, tiếp tục đóng góp vào công cuộc truyền bá kiến thức y học phổ quát cho cộng đồng. Xin cảm ơn Ngọc Quyên, xin cảm ơn tất cả quý vị khán thính giả đã quan tâm theo dõi. Quý vị vừa nghe bác sĩ Nguyễn Duy Hải hướng dẫn cách phân biệt giữa bệnh sốt xuất huyết và một số bệnh sốt thông thường khác. Để nếu không may trong gia đình chúng ta có người thân bị sốt, chúng ta biết cách phân biệt để có thái độ xử trí kịp thời, tránh những biến chứng đáng tiếc có thể xảy ra nếu chúng ta nhầm lẫn giữa hai bệnh nói trên. Xin quý vị vui lòng like, chia sẻ, đăng ký kênh và ấn vào nút chuông bên dưới màn hình
để đón xem những chương trình tiếp theo của chúng tôi được phát sóng vào mỗi sáng chủ nhật hàng tuần. Cuối cùng, kính chúc quý vị một ngày cuối tuần an lành và hạnh phúc. Xin kính chào tạm biệt.